Chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi về Củ Chi làm một cái clip cho mọi người xem thì cảnh bắt cá ở sông Củ Chi như thế nào nha. Mong mọi người đón xem, theo dõi và ủng hộ kênh cho mình. Xin cảm ơn và chào mọi người. Thì mình đang chạy xe đi đó nha mọi người. Cá tra hả anh? Ở đây có đường nào chạy qua bên bờ bên đó không anh? Có đường nào chạy qua bờ bên đó không ta? Dòng đường nào anh? Chạy dòng đi xa thiệt. Dòng tuốt ở này quay lại nó xa ghê luôn.
ca không hả? Nó bị thất thu hả? Gì cá vô đó luôn hả anh? Lưỡi mất hả? Nó chui chui luôn, nó đấm lục bình rồi chứ đâu. Cá lầu kiến dục hết ra ngoài hả? Cá lầu kiến trị tao đi tiểu đường hả? Một sáng của mình thăm bắt được vài chục ký không anh? Một sáng thăm bắt được vài chục ký không? Này nó vô dẫn bầy cá tra nó dướng là bắt mệt luôn. Ủa anh dơ cho em coi chứ. Cái trời lai hả? Bự dữ. Nó rút rút trong đó nhiều lắm à.
Cái rô đồng bự quá ha. Còn hả? Lớn đậy, nó không vô. Sông này cá tra nhiều lắm, trước con câu bự bự mà. Dễ gì mà ăn được nó. Nó không vô, con câu nhỏ thì vô vô con câu. Con cá nó đi dữ không. Ồ, anh cá tra lên kia nằm kìa. Buồn quá. Nó trễ đi nhanh nghe, mới nó lên tới đây rồi đó. Anh dơ dơ nó lên nhà cho em coi đó, em quay cái. Đó đó, anh dơ dơ lên em quay cái. Đã quá ta. Đó, cá tra bự nha. Rồi anh. Hôm nay chắc hơn 1 kg à? Không, 3 ký rưỡi. Đi thả lưới á, bắt cá bự nữa. Kéo lưới ha. Thả lưới á. Thả dân mà nó vô hả? Ừ. Nhiều lắm. Sông Sài Gòn nói nữa cá to to không? Mà cá đó nó ăn không được. Cá giờ nó còn cá trê sót dưới kìa. Sặc được cũng nhiều quá ha. Không có cá tra không ăn không? Cá tra à? Ừ. Đây nè.
sao không có cà phê? Không có cà phê à? Cái cá lóc có không anh? Không, đằng này cá lóc không có. Tính cái cha trời. Quay tay không nước kìa. Thế hả? Có con nước vô mất nhiều lắm, con nước không có con nào. Cái cha có con to không? Khi chắc có con có chi đợi. Thế để cho em con đó thì cũng được. Không biết mình ăn mà con muốn ăn không ta nhỉ? Con cứ lấy được. Trốn trong đó luôn hả? Mấy năm rồi bắt cơm nhiều lắm. Kết thúc. Này để luôn không? Cuốn. À cuốn chỗ khác dần hả? Thôi ăn cá cha anh quăng cái đuôi lên ra khỏi xô luôn. Đô phi nhỏ quá ta. Nó tùy theo con nước. Con nước vô chứ. Mấy ông làm xong lớn chứ bắt nhiều lắm. Mình con lớn mà. Dạ. Lưới con dài thôi. Lưới con cấp đôi cấp ba lưới này. Cha nhỏ nhỏ không? Đang làm cái con này lớn. Cái nào? Cái nhỏ không à? Cá nào bự?
mày tưởng có du phi. Nó phải không? Nó phải không? Mấy hàng kia bắt cá gì lắm. Bắt dài lắm. Lưới dài bắt được nhiều. Ba cái lưới của tôi vậy á. Hai, bốn. Sáu rồi còn cá tra. Cá tra được sáu cá tra nhỏ, còn cá tra lớn. Được mớ cá tra không? Chụp con không? Năm sáu con. Em này mang về nấu lẩu. Nó nấu lẩu vô địch. Cá này nấu ngon hơn anh mua ở chợ á. Cá tra xong mình ngon hơn chứ.